Dạ. TV256 xin mến chào quý bà con cô bác. Chào quý anh chị em thân thương. Dạ, hôm nay TV muốn đọc một cái bản tin đặc biệt. Khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence lên tiếng, mở ngoặc, cuộc chiến đấu cho tự do đã bắt đầu, đóng ngoặc. Nhà độc tài Maduro đã tuyên bố ông không thể loại trừ khả năng xảy ra nội chiến khi áp lực buộc ông phải từ chức. Ông ta cảnh cáo Tổng thống Mỹ rằng Donald Trump sẽ rời khỏi tòa Bạch Ốc với thân thể đầy máu nếu can dự vào cuộc khủng hoảng. Maduro cũng từ chối hạn chót vào chủ nhật của cộng đồng Âu Châu cho tổ chức lại một cuộc biểu tình, một cuộc bầu cử tổng thống. Trong khi đài truyền hình Salvador của Tây Ban Nha phát sóng vào chủ nhật, Maduro được hỏi liệu cuộc khủng hoảng có thể trở thành một cuộc nội chiến hay không. Tên độc tài Maduro đáp ngay: hôm nay không ai có thể trả lời câu hỏi đó một cách chắc chắn. Mọi thứ đều phụ thuộc vào mức độ điên rồ và hung hăng của đế quốc Mỹ và cộng đồng Âu Châu. Chúng tôi yêu cầu không ai can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi, và chúng tôi chuẩn bị để bảo vệ đất nước của chúng tôi, đóng ngoặc. Đây là những lời xuẩn động của nhà độc tài Maduro, có tính cách thách thức Hoa Kỳ và cả một khối cộng đồng Âu Châu. Vì thế, Phó Tổng thống Mike Pence đã lên tiếng: cuộc chiến đấu cho tự do đã bắt đầu, đóng ngoặc. Độc tài Maduro đang nắm quân đội nên vẫn khăng khăng trước áp lực của cả thế giới, và còn thách thức Hoa Kỳ sẽ bị sa lầy như khi đem quân vào Việt Nam trước kia. Xem ra cuộc khủng hoảng quyền lực tại Venezuela đã bước vào hồi gây cấn nhất. Options tiếng Mỹ là những sự lựa chọn, trong đó có việc mang quân đội Hoa Kỳ để bảo vệ cho chính quyền Hodo, cũng là nằm trong sự lựa chọn này. Nếu nhà độc tài Maduro thẳng tay đàn áp chính quyền Hodo, có lẽ cuộc chiến chấm dứt. Nhà độc tài Maduro sẽ không thể tránh khỏi. Do đó, Tổng thống Guaido đã kêu gọi Hoa Kỳ viện trợ nhân đạo vì nạn đói kém, thiếu lương thực và thuốc men đang hoành hành tại Venezuela. Và TV 256 cho quý anh chị em nghe cái bài nói chuyện của ông Phó Tổng thống nha. Across that country, in the largest cities and smaller towns, people are rising up. And the President Trump said just last week, the fight for freedom has begun. Đó, Phó Tổng thống Mike Pence đúng không?
thì vì cái lộn cái chữ S, Mike Pence nó sai rồi, Mike Pence. Thì phó tổng thống, cái câu sau cùng của ổng vừa lên tiếng đó là ổng nói là the fight for freedom has begun, là cuộc chiến đấu cho tự do đã bắt đầu. Thì theo cái ý của TV 256 đó, thì cái lời tuyên bố của ông Mike Pence đó là nước Mỹ chắc chắn sẽ hỗ trợ cho Guaido. Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela. Còn ông Maduro là nhà độc tài. Quý anh chị em thấy mấy năm qua sự cai trị của nhà độc tài Maduro, cái gì đã xảy ra cho đất nước Venezuela vậy? Bây giờ là đói kém khắp mọi nơi. Vì cái người tiền nhiệm của ông đó là Hugo Chavez đó, đã mang cái chủ nghĩa xã hội, nếu anh thì nó y chang là chủ nghĩa cộng sản thôi, để mà đưa vào cái đất nước Venezuela. Mà trong khi cái đất nước này nó giàu có vô cùng, tại vì nó sản xuất dầu gọi là hàng đầu trên thế giới. Và nước Venezuela có là hội viên trong APEC nữa, là sản xuất dầu gọi là khủng khiếp luôn. Và người dân họ rất là giàu có trước kia. Người dân họ giàu có trước kia mà bây giờ theo cái xã hội chủ nghĩa là chỉ có chưa tới 20 năm thôi. Thì bây giờ cái đất nước lại nghèo đói vô cùng luôn. Thực phẩm thiếu thốn, thức ăn cũng không có. Lạm phát này nó đi đến mức kinh hoàng là 1.3%. Thử hỏi mình hiểu cái con số lạm phát là cái con số mà ăn cướp gọi là tài sản của người dân qua cái lạm phát. Người ta ai cũng biết điều đó. Mà lạm phát càng cao đó là cái tính chất ăn cướp của cái xã hội đó, của nhà cầm quyền đó. Người ta biết rõ điều đó. Thì cái chế độ này nó không có xứng đáng để tồn tại. Nói thật, cái chế độ Maduro này nó không xứng đáng để tồn tại. Quý anh chị em thấy qua cái hình ảnh cái cuộc biểu tình đây nè. Đó, cuộc biểu tình của người dân Venezuela. Đó, TV làm lớn cho cuộc biểu tình, quý anh chị em thấy có thể lên đến hàng triệu người như vậy. Thì chứng tỏ rằng là cái quốc gia Venezuela này, người dân hoàn toàn không chấp nhận cái chủ nghĩa cộng sản. Hoàn toàn không chấp nhận cái chủ nghĩa cộng sản. Không biết tại sao cái hình nó mất tiêu rồi. Thì đây là cái thời điểm mà nhà độc tài Maduro bắt buộc phải từ chức thôi. Nếu mà vẫn tiếp tục gọi là ngoan cố đó, chắc chắn là có chiến tranh xảy ra. Chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ đem quân đến để mà giải thoát cho người dân Venezuela. Lời của ông Tổng thống Mike đó, Phó Tổng thống Mike này đã tuyên bố như vậy rồi. Cuộc chiến đấu cho tự do đã bắt đầu. Thì TV bảo đảm qua cái bài đọc mà TV vừa thấy đó, cái nhà độc tài Maduro này là nó thách thức cả nước Mỹ, là một quốc gia hùng mạnh và bậc nhất thế giới.
nó thách thức như vậy, thì bảo đảm nước Mỹ không thể nào chịu nổi những lời thách thức này. Và đó là lý do mà ông Mike ông đã tuyên bố như vậy. Ông nói cuộc đấu tranh, cuộc nó gọi là cuộc chiến đấu đã bắt đầu. The fight for freedom has begun. Cuộc chiến đấu đã bắt đầu. Thì nhắc nhà độc tài như thế đã làm hại cái quốc gia như thế, nó rõ ràng như thế. Và cả trên 20 quốc gia đã ủng hộ cho tổng thống lâm thời Guaido. Không những trên 20 quốc gia mà cái nguyên cái khối cộng đồng Âu Châu là 27 quốc gia nữa, tính ra là gần 50 quốc gia. Có thể hiện tại là đã hơn 50 quốc gia rồi. Hơn 50 quốc gia người ta hỗ trợ cho tổng thống lâm thời Guaido. Thì trước sau gì Maduro đó cũng trở thành gọi là Gaddafi thôi. Nếu mà ngoan cố thì người dân lôi từ ống cống lên để mà xử tội, bắt buộc phải vậy thôi. Người ta không thể nào mà chấp nhận một cái cuộc sống mà với những nhà độc tài như vậy. Hiện tại đất nước ta cũng lâm vào cái cảnh như vậy. Một tên độc tài Nguyễn Phú Trọng phải bị xử nếu nó hắn ta tiếp tục ngoan cố cầm quyền. Chỉ còn có 1 tiếng 45 phút nữa thôi. 1 tiếng 45 phút nữa là đến ngày Tết. TV256 muốn gửi lời với toàn dân Việt Nam. Hãy đứng lên. Hãy đứng lên lật đổ cái nhà độc tài Nguyễn Phú Trọng. Đủ rồi. Đủ rồi. Đảng Cộng sản mang đến đau thương cho cái dân tộc Việt Nam từ suốt mấy chục năm qua. Đến giờ này đã đủ rồi. Và người dân đã thấy cái tội ác, cái tội phản quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mỗi lần TV256 mà vào cái trang nhà của Nguyễn Phú Trọng là những cái hình ảnh phản quốc nó đập vào mắt mình. TV xin mến chào quý anh chị em đến với diễn đàn nha. Chào bạn Phạm Quốc Thiều. Nãy giờ thì TV đọc tin đó, thành ra không có chú ý, không có chú ý diễn đàn, thành ra thành thật xin lỗi quý anh chị em. Chào bạn Lương Huệ Mẫn. Chào bạn Việt Nam Thành Thái. Chúng ta không thể nào mà chấp nhận một cái nền mà báo chí Việt Nam như vậy. Báo chí mà chỉ là những lời mà tuyên truyền mà dối trá để lừa gạt dân như vậy. Chúng ta không thể nào chấp nhận mà người dân không được quyền nói lên tiếng nói của mình. Và người dân phải sợ hãi một cái chính quyền như vậy. Sự thật thì nó không phải là chính quyền. Nó chỉ bởi đất nước ta đang cai trị bởi cái bọn mafia, quỷ đỏ.
nó làm cho người dân, nó đầu độc người dân phải sợ hãi. Sợ hãi đến cái mức độ mà kinh hoàng. Sợ hãi đến nỗi mà ra hải ngoại rồi mà vẫn còn phải sợ nữa. Nó thử hỏi mà mình đã ra hải ngoại rồi, mình sống một cái cuộc đời tự do dân chủ, mà tại sao mình phải sợ? Tại sao mình phải sợ những tên cộng sản như vậy? Nếu mà mình sợ hãi như vậy thì trong đất nước người dân nghĩ như thế nào? Người dân đang sống với loài quỷ đỏ như vậy, giờ phút này không phải là giờ phút sợ hãi nữa. Giờ phút này là giờ phút phải đứng lên. Người dân phải có quyền cất lên tiếng nói của mình. Đừng bao giờ sợ hãi những cái điều mà vớ vẩn, giống như điều mà 88 tuyên truyền chống phá nhà nước. Một cái điều nhảm nhí như là lật đổ chính quyền nhân dân. Chúng ta không phải sợ hãi những điều đó nữa, quý anh chị em. Mọi người đều không sợ hãi hết. Thì cái chế độ này nó chắc chắn nó sụp đổ. Bằng chứng là chúng ta đã thấy ngày 6 tháng 10, 2018. Hàng trăm ngàn người dân đã xuống đường như vậy. Thành ra chúng ta không còn cái gì nữa phải sợ. Nếu mà chúng ta sợ như vậy thì làm sao mà giải quyết được cái bài toán Việt Nam? Chúng ta nhìn qua Venezuela, tại sao Phó Tổng thống May lại tuyên bố như vậy? Cuộc chiến đấu cho tự do đã bắt đầu. Hãy nhìn thấy cái gương của Venezuela. Sẽ tới ngày Maduro, nhà độc tài Maduro cũng phải bị sụp đổ. Thì Việt Nam cũng như vậy thôi, không khác gì đâu. Việt Nam cũng sẽ bị sụp đổ. Cái thằng chế độ mà độc tài của Nguyễn Phú Trọng cũng phải bị sụp đổ thôi, nếu mà người dân chịu đứng lên như Venezuela. Từ cái thời đó mà nó đem cái xã hội chủ nghĩa vào cái đất nước Việt Nam ta, sau khi nó cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam vào năm 1975, nó bắt đầu nó áp dụng cái xã hội chủ nghĩa vào năm 1976. Chúng ta thấy cái đất nước chúng ta như thế nào? Từ năm 75-76 cho đến năm 1986, 11 năm trời. 11 năm trời, người Việt Nam phải ăn khoai sắn trộn cơm. Rồi sau này năm 1986 phải ăn những cái đồ súc vật, cái gọi là bo bo đó, bo bo mà Việt Nam nhập cảng từ Liên Xô vậy. Tại sao chúng ta chịu đựng được? Từ một quốc gia giàu có như vậy, Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia giàu có như vậy, mà bây giờ người dân phải ăn bo bo 11 năm trời như vậy, qua cái xã hội chủ nghĩa, qua cái quái thai gọi là xã hội chủ nghĩa. Và cái đau thương cho dân tộc Venezuela cũng y chang như vậy.
mấy chục năm sống với đời của ông Hugo Chavez. Chavez cũng vậy, người dân bây giờ đến cái nước mà phải mua rác mà ăn luôn. Lạm phát mà lên tới 1.3 triệu phần trăm như vậy. Cái chỉ số ăn cướp như vậy của cái nhà cầm quyền ăn cướp với người dân như vậy, thì là cái chế độ đó phải ra đi. Cái chế độ đó phải tàn ác với dân như vậy là phải bị sụp đổ. Cái chế độ mà khi bán vàng, bán dầu hỏa để mà cạn kiệt, thì cái chế độ đó không xứng đáng để tồn tại được. Venezuela phải ra đi, và Nguyễn Phú Trọng cũng ra đi. Nguyễn Phú Trọng đã làm gì được, Đảng Cộng sản đã làm gì được cho đất nước Việt Nam, ngoài vấn đề xuất khẩu lao động, ngoài vấn đề bán con dân ra nước ngoài để mà làm lao nô cho xứ người, để làm dâu cho thiên hạ, để mà hy sinh, để mà cho gia đình, để mà gửi về những đồng tiền cho gia đình, để mà cứu giúp gia đình. Chúng ta không thể nào để đất nước chúng ta mà xảy ra những việc đau thương như vậy. Cha xa con, vợ xa chồng, mỗi gia đình đều bị ly tán. Cái cảnh ly tán sau năm 1975 là đã 50.000 người chết ở ngoài Biển Đông rồi, và trên 2 triệu người đã bỏ nước ra đi rồi. Và ngày ngày cái con số nó cứ gia tăng hoài, nó gia tăng mãi mãi cho đến 5 triệu người như vậy. Tại sao chúng ta có thể chịu đựng được một cái cảnh mà đau thương như vậy? Trong ngoài nước đều phải đứng lên để mà lật đổ cái nhà cầm quyền này, cái nhà cầm quyền cộng sản ác độc này. Người dân nó cũng đã chịu đựng không nổi rồi, nhưng mà phải nói cho ngay, cái nhà cầm quyền này nó vô cùng độc ác, nó vô cùng độc ác với người dân Việt Nam. Thành ra người dân Việt Nam mới sợ hãi như vậy. Ngày hôm nay làm sao? Ngày hôm nay sau năm 1986, chúng nó nói là thực hiện cái cuộc đổi mới, mà người ta cần là điều gì? Người dân cần là đổi mới cuộc chính trị. Cái cần là đổi mới chính trị chứ không phải là đổi mới kinh tế. Đổi mới kinh tế dẫn đưa người dân vào cảnh khốn cùng, và người ta chờ đợi một cái sự mà đổi mới về chính trị. Mà trong suốt 86 năm qua, từ năm 86 cho tới bây giờ, là cũng là biết bao nhiêu năm rồi, mấy chục năm rồi, vẫn chưa đổi mới chính trị. Nó thì nó nói là đổi mới. Cái nền kinh tế thị trường là một nền kinh tế tư bản mà Việt Nam Cộng Hòa đã sử dụng khi xưa rồi, thì nó đổi mới chỗ nào? Cái nền kinh tế người ta đang phồn thịnh như vậy, chúng cho là nền kinh tế giả tạo, rồi chúng đổi thành cái nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế tập trung công nông trường, để rồi người dân đi đến cảnh khốn cùng như vậy. Rồi hôm nay chúng nó đổi mới, chúng chẳng phải là đổi mới, chúng đổi về cái cũ trước kia của Việt Nam Cộng Hòa. Rồi chúng đưa cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa, cái định hướng quái thai như vậy. Làm sao mà chịu nổi? Tôi nhắn với ông Nguyễn Phú Trọng, ông hãy nhìn vào gương soi đi. Ông hãy nhìn vào gương soi, đó là bộ mặt của Gaddafi đó.
bộ mặt đẫm máu của đại tá Gaddafi đó, nhà độc tài mà Gaddafi cũng, ông không có khác gì đâu. Thấy cái tình trạng đau thương của đất nước, tôi phải nói lên những lời phẫn nộ. Chịu đựng không nổi nữa rồi. Một cái đất nước mà hoàn toàn không có tự do báo chí, 900 cơ sở truyền thông chỉ là những đài nói dối, chỉ là cái bộ máy nối dài của ban tuyên giáo, phải qua sự kiểm soát của ban tuyên giáo. Một cái ban tuyên giáo mà đi lừa gạt dân, toàn là nói những lời dối trái với dân. Họ sử dụng hàng ngàn người làm cái lực lượng gọi là AK-47 để mà chửi tục tiểu, để mà làm cho mọi người đấu tranh phải nản chí. Họ hăm dọa người đấu tranh đủ điều. Không có cái gì đẹp bằng cái chết của cho quê hương nữa đó. TV thách thức mấy thằng cộng sản lại nhà TV đi, bắn giết TV đi. TV không sợ điều đó. Trước sau mỗi con người đều phải chết, ai cũng biết điều đó mà. Nhưng mà phải hiểu rằng không có cái chết nào đẹp bằng cái chết cho quê hương. Thở nay mình nói, người dân nói cũng không cho phép nói, đưa ra những điều luật quái thai để mà ác tiếng nói của người dân, đưa ra những điều luật mà hãm hiếp luôn cả bản hiến pháp. Cái điều 88 là cái điều hãm hiếp bản hiến pháp đó. Cái luật mẹ điều 25 là người dân có quyền tự do ngôn luận, tự do biểu tình, tự do lập hội, thì đưa ra điều 88 để mà hãm hiếp cái luật mẹ như vậy. Hiến pháp là bộ luật mẹ. Tại sao lấy cái bộ luật con, bộ luật hình sự điều 88 để mà áp đặt lên cái luật mẹ, cái luật cơ bản của người dân? Quyền tự do ngôn luận cũng đã được ghi định ở trong bản hiến chương của Liên Hợp Quốc, bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Mà người dân lại không được nói chuyện, không được nói những cái gì mà theo cái sự suy nghĩ của mình. Tại sao phải sợ người dân chỉ trích như vậy? Sợ người dân biết sự thật như vậy. Năm mới cái là cái ngày mà người ta vui mừng, người ta chúc tụng nhau. Nhưng mà mình thấy cái, những cái cảnh đau thương của đất nước như vậy, làm sao mình chúc mừng được?
thấy cái cảnh mà người dân bị đàn áp khi mà xuống đường biểu tình như vậy, làm sao mình chúc mừng được? Làm sao mình chúc mừng được khi mà mình thấy cảnh cái cô mà Trần Thị Nga chỉ có hai đứa con nhỏ vì cái vấn đề mà chống lại cái sự mà xâm lấn của Trung Cộng lại bị bỏ tù vô cớ, vào 9 năm tù vô cớ. Mình làm sao mà mình chúc mừng được khi hàng trăm người, hàng ngàn người yêu nước đang bị ở trong tù như vậy? TV 256 hoàn toàn không có tin rằng là chỉ có 300 người yêu nước đang bị ở tù, mà nó hàng ngàn người yêu nước đang bị ở tù như vậy. Cái chế độ cộng sản này là cái chế độ mang rợ và dối trá, thành ra bắt buộc không thể nào tin những lời nó nói được. Thành ra qua cái ngày Tết hôm nay, để mà lên tiếng căm phẫn, tố cáo cái nhà cầm quyền cộng sản, tố cáo cái nhà cầm quyền độc ác cộng sản, họ đã xem Thượng Đế là đứng sau lưng họ, họ sẽ xem Thượng Đế là đứng sau họ. Bởi vì họ đưa ra cái câu khẩu hiệu là mừng đảng trước mừng xuân. Mùa xuân là của Thượng Đế, mùa xuân là có cây cỏ nở hoa, khí hậu êm đạt của Thượng Đế đã mang đến cho mọi người. Mà đảng Cộng sản Quang Vinh vô năm nó nói như vậy đó. Nó nói là muôn năm, nó nói là nó phải mừng đảng trước, trước cả mùa xuân. Nó là đứng trên Thượng Đế. Có phải nó là những tên lộng ngôn không? Cái những tên ác độc không? Nó để ra là mừng đảng, rồi mới đến mừng xuân, rồi mới đến mừng đất nước. Nó đứng trên đảng, nó đứng trên cả Thượng Đế. Thì ngày hôm nay người dân Việt Nam cần phải mừng xuân, mừng dân tộc, đáp đổ cái đảng Cộng sản Việt Nam để mang lại thái bình, để làm cho cái dân tộc Việt Nam thoát khỏi cái ách độc tài cộng sản. Đó mới là cái khẩu hiệu đúng. Mừng xuân, mừng đất nước, đáp đầu đảng Cộng sản, giải tán cái đảng Cộng sản. Đó mới là câu đúng của toàn dân tộc. Một cái đảng mà coi cả Thượng Đế, xem thường Thượng Đế như vậy, thì cái đảng đó không thể tồn tại được. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe. TV 256 xin chấm dứt buổi nói chuyện ngày hôm nay.